Khi Atisak muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thay thầy Park. Trung Quốc muốn huấn luyện viên Park dẫn dắt đội tuyển nước nhà. Hoàng Đức lập siêu phẩm, Viettel đẩy Hoàng Anh Gia Lai vào khủng hoảng. Indonesia tuyên bố sẽ khiến cho huấn luyện viên Park chia tay đội tuyển Việt Nam trong cay đắng. Khi Atisak muốn dẫn dắt tuyển Việt Nam thay thầy Park. Chia sẻ sau thất bại trước Viettel, huấn luyện viên trưởng Atisak thừa nhận tinh thần của toàn đội Hoàng Anh Gia Lai đang đi xuống và cũng nói về thông tin huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo chia tay đội tuyển Việt Nam. Viettel là một đội bóng chất lượng, tuy nhiên việc thua bàn thua sớm khiến cho tinh thần của các cầu thủ đi xuống, dẫn đến kết quả không đạt được như ý. Ông Atisak chia sẻ sau trận thua 0-2 trước Viettel. Đội bóng phố núi trải qua 8 vòng đấu liên tiếp, không biết mùi chiến thắng và đang tiến đến gần nhóm cuối bảng. Nhận định về tình hình hiện tại, chính là ra ngày Thái Lan tiếp tục. Sau một chuỗi không thắng ảnh hưởng lớn đến tinh thần, chúng tôi không nghĩ đến vị trí nào nữa trong top 3 trên bảng xếp hạng. Chúng tôi chỉ tập trung vào các trận đấu tiếp theo để có được điểm. Vấn đề lớn là tinh thần của các cầu thủ, chúng tôi cần tìm lại quyết tâm và động lực của các cầu thủ. Trải qua chuỗi trận không thắng như thế này là kinh nghiệm đối với cá nhân tôi. Các cầu thủ cần vượt qua để lấy lại được tinh thần. Mùa giải trước khác mùa giải năm nay và chúng tôi cũng đặt những mục tiêu nhưng hiện tại, tinh thần cầu thủ lại đang đi xuống. Đội ngày càng gần nhóm cuối bảng và đó là điều rất nguy hiểm. Cuối cùng, Atisak cũng trả lời về cơ hội dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo sẽ chia tay khi bản hợp đồng hiện tại kết thúc. Tất nhiên tôi vẫn còn thời hạn hợp đồng 2 năm với Hoàng Anh Gia Lai, tôi sẽ tham khảo ý kiến của Bầu Đức. Ông ấy quyết định tất cả, thực sự thì không ai biết trước được điều gì, biết đâu một ngày tôi sẽ suy nghĩ. Trung Quốc muốn huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển nước nhà. Trong bài đăng mới đây, tờ TT Plus của đất nước đông dân nhất thế giới đã viết, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã tạo ra những kỳ tích lịch sử với bóng đá Việt Nam. Ông đã có 2 lần cùng đội U22 và tuyển Việt Nam đánh bại cả các đội tuyển Trung Quốc. Cả hai trận đấu đó đều khiến cho danh tiếng của bóng đá Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Park thực sự là đối thủ khó chịu của bóng đá Trung Quốc, tuy nhiên từng có thời điểm ông ấy được coi như ứng viên ngồi vào ghế nóng tuyển Trung Quốc. Ngay khi mà ông Park sắp nghỉ việc ở tuyển Việt Nam, đây là cơ hội tốt để mời ông ấy về dẫn dắt tuyển Trung Quốc. Trong khi đó thì trang 163.com nhắc lại quãng thời gian ngọt ngào đã qua của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo về bóng đá Việt Nam và lo lắng cho người kế nhiệm. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo để lại hình ảnh đầy chói lọi sau 5 năm ở Việt Nam. Trong đó thì 3 chiến tích vĩ đại nhất là Á quân giải U23 châu Á 2018, tứ kết Asian Cup 2019 và vào đến vòng loại cuối World Cup 2022. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo luôn được coi như là người hùng của bóng đá Việt Nam. Với những gì mà ông ấy từng đạt được, ăn hẳn là người kế nhiệm sẽ rất lo lắng khi gánh vác nhiệm vụ tại đội tuyển Việt Nam. Về phía huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo, ông chưa nhận được lời mời nào khác khi chia tay tuyển Việt Nam. Chỉ là rằng người Hàn Quốc sẽ dành thời gian nghỉ ngơi ở quê nhà khi hợp đồng với VFF kết thúc. AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay là chiến dịch cuối cùng của thầy Park với bóng đá Việt Nam. Do vậy mà nhà cầm quân sinh năm 1957 sẽ dồn toàn tâm toàn ý để quyết đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch bóng đá khu vực. Trở lại với đội tuyển Trung Quốc, hiện có thông tin huấn luyện viên trưởng Lee Seo-pang sẽ không dẫn dắt đội bóng này trong thời gian tới. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đang xúc tiến kế hoạch tìm người thay thế. Ưu tiên lựa chọn sẽ là huấn luyện viên ngoại thay vì một ông thầy nội. Hoàng Đức lập siêu phẩm, Viettel đẩy Hoàng Anh Gia Lai vào khủng hoảng. Viettel dễ dàng đánh bại Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số là 2-0 trong một trận đấu ở vòng 20 của V-League nhờ những bàn thắng rất đẹp của Hoàng Đức và Văn Hảo. Tiếp đón đối thủ đang trải qua chuỗi 7 trận không thắng như Hoàng Anh Gia Lai, nhưng Hoàng Gia Lai của huấn luyện viên trưởng Bezewon vẫn chơi rất thận trọng. Đội chủ sân hàng đấy thi đấu rất chặt chẽ, chủ yếu rình rập ở phần sân nhà rồi chờ đợi đối thủ mắc sai lầm để tung đòn phản công. Sau khoảng 15 phút đầu chơi thăm dò, Viettel bắt đầu tăng tốc. Phút thứ 19, Gia Công Vin đoạt bóng thành công rồi chuyền cho Hoàng Đức để cầu thủ số 28 chọc khe cho Hữu Thắng băng lên ở cánh trái. Cầu thủ của Viettel ngoặt bóng sang chân trái rồi giữ điểm góc gần. Thế nhưng thủ môn Tuấn Linh đổ người đúng lúc. Phút 25, Hoàng Gia Lai có câu trả lời đầy trọng lượng nhờ nỗ lực cá nhân. Công Phượng đi bóng đột phá từ cánh phải vào trung lộ rồi chọc khe cho Văn Toàn mở tốc băng xuống. Nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã băng ra giải nguy kịp thời cho hàng thủ của Viettel. Văn Toàn sẽ rất tiếc nuối với pha bỏ lỡ này bởi chỉ sau đó đúng 1 phút, lưới của Hoàng Anh Gia Lai rung lên, xuất phát từ pha mất bóng của Hồng Duy. Viettel đã tổ chức phản công, nhận đường làm tường băng ngực của Hữu Thắng, Hoàng Đức tung cú sút chìm, bằng chân trái quyết đoán mở tỷ số trận đấu. Viettel không lùi về sau khi có lợi thế, mà tiếp tục lấy tấn công làm nền tảng cho phòng ngự. Phút 33, Hoàng Đức bứt tốc loại bỏ hậu vệ Hoàng Anh Gia Lai trước khi đối mặt thủ môn Tuấn Linh. Tiền vệ sinh năm 98 quyết định dướn lên để loại bỏ thủ môn đối phương rồi sút vào góc hẹp, nhưng pha dứt điểm không đưa bóng đi chính xác. Trước khi mà hiệp 1 khép lại,
Viettel có thêm 2 lần nữa đe dọa cầu môn Hoàng Anh Gia Lai, song không có thêm bàn thắng. Sang đến hiệp 2, hai đội chia ăn miếng trả miếng trong bối cảnh Hoàng Anh Gia Lai phải dồn đội hình lên. Còn Viettel thì cũng không chịu trận mà kiên trì tung đòn đáp trả. Dù vậy, sự xuất sắc của hai thủ môn Tuấn Linh và Nguyễn Mạnh đã cứu thua khung thành Viettel và Hoàng Anh Gia Lai khỏi rung lên ở nhiều tình huống nguy hiểm. Xong, Viettel sau cùng cũng tìm được bàn nâng tỷ số lên 2-0 phút 65. Văn Hào nhận bóng ở cánh trái, đẩy bóng vượt qua hậu vệ Hoàng Anh Gia Lai rồi tung cú sút ngoạn mục bên ngoài vòng cấm, khiến cho thủ môn Tuấn Linh không thể cản phá. Đánh bại Hoàng Anh Gia Lai, Viettel tạm vươn lên ngôi nhì bảng, thu hẹp cách biệt đến đội dẫn đầu Hà Nội FC xuống còn 4 điểm. Ở chiều ngược lại, Hoàng Anh Gia Lai nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 8 và có nguy cơ bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng khốc liệt. Indonesia tuyên bố sẽ khiến cho huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo chia tay đội tuyển Việt Nam trong cay đắng. Truyền thông Indonesia tự tin khi mà cho rằng ông Shin Tae-yong sẽ khiến cho huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo không thể hoàn thành mong muốn vô địch AFF Cup 2022. Huấn luyện viên Park chia sẻ rằng ông muốn cùng với đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup để khép lại 5 năm gắn bó trong sự nghiệp. Trước thông tin này, từ CNN của Indonesia đã có bài viết với tiêu đề: ông Shin Tae-yong có thể khiến cho huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo chia tay Việt Nam trong cay đắng. Vị huấn luyện viên 65 tuổi chắc chắn đang hướng tới thành tích cao nhất, đó là giành chức vô địch AFF Cup 2022. Đội tuyển Indonesia có khả năng gặp Việt Nam ở bán kết hoặc là chung kết. Điều này sẽ phụ thuộc vào kết quả của hai đội ở vòng đấu bảng. Shin Tae-yong rõ ràng cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội đánh bại ông Park Hang-seo nếu như họ gặp lại nhau tại AFF Cup 2022. Shin Tae-yong muốn cải thiện thành tích đối đầu cũng như là tặng món quà cay đắng cho người đồng nghiệp của mình. Cơ hội đưa đội tuyển Indo đánh bại Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo đang rộng mở nếu như họ gặp nhau tại AFF Cup 2022. Bóng đá xứ vạn đảo tiếp tục thăng hoa dưới sự dẫn dắt của ông Shin Tae-yong. Chưa kể đến sức mạnh của đội tuyển quốc gia Indonesia có khả năng tăng cao tại AFF Cup bởi quá trình nhập tịch của Sandy Wood và Jordi Amat gần như đã hoàn tất. Ở AFF Cup 2021, Indonesia đứng thứ hai chung cuộc sau thất bại trước Thái Lan tại trận chung kết. Huấn luyện viên trưởng Shin Tae-yong vẫn chưa thể giúp xứ vạn đảo thoát khỏi biệt danh vua về nhì tại giải đấu cấp khu vực. Vì thế, tại kỳ AFF Cup diễn ra vào cuối năm này, PSSI đang rất muốn nhà cầm quân người Hàn Quốc đưa đội tuyển Indonesia đăng quang. Ở AFF Cup 2022, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng A cùng với Thái Lan, Philippines, Campuchia và đội thắng trong cặp play-off giữa Timor Leste và Brunei.